chế na hồ tu mê cha ra mạng ga lăng, chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Quan đà mi chế ti giang sắp bằng sắp bát tha nê su bát ti ti tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thiền bu tha ru bằng sa ca lăng sa đà. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp, ngọc xá lợi, đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha ra tham mầm hi cha rằng anati to và thi tham mầm hi và thiền anati to maranat mara tham mầm hi mara nang anati to sắp bề hi mê bi dề hi ma na bề hi na na pha vô quy na pha vô cầm ma sa cầm hi cầm ma đa già đồ cầm ma vô ni cầm ma bàn thù cầm ma ba ti sa ra nô Yang cam mang karisa mi can ya nang qua ba ba cam qua ta sa da ya do pha vi sa mi e quang am he hia phin hằng bách cha quay kitap ban tích. Thế Tôn lời dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thời xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn? Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành? Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ? Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, giàu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Sắp bề sát ta a quê ra hồn tu su khi ta hồn tu ni đúc khà hồn tu áp già bách cha hồn tu a ni khà hồn tu đi khà du ca hồn tu a rô ga hồn tu sam ba tì hi sa mi chan tu su khi át ta năng ba ri a răng tu đúc khà bát ta cha ni đúc khà pha gia bát ta cha ni pha gia so ca bát ta cha ni so ca hồn tu sắp bề bì ba ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ. Con kính lễ sư, dạ kính chào các anh chị vừa vào đạo tràng. Dạ, bây giờ là thời điểm thích hợp để thọ trì tam quy và ngũ giới. Con xin thay mặt đạo tràng đọc tác bạch để thọ trì tam quy và ngũ giới. Con kính thỉnh sư Trí Đức thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Uka sa yang phành tê quy sùng quy sùng rắc kha ra tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dầm bi ma dầm phành tê quy sùng rắc kha na thà giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm bi ma dạng phành tê quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng kính dâng mic đến sư Trí Đức để sư truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ,
chào chư thiện nam tín nữ. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy vùng ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sở năng ra cha mi, con lấy mạng lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sở năng ra cha mi, con lấy mạng lòng thành kính xin quy Pháp. Sầm khắc sở năng ra cha mi, con lấy mạng lòng thành kính xin quy Tăng. Được đi dòng vì vô trắng sạch nắng tay cha mẹ con em hãy lòng thành tỉnh xin quy Phật lần thứ nhì. Được đi dòng vì đắm mong sạch nắng tay cha mẹ con em hãy lòng thành tỉnh xin quy Pháp lần thứ nhì. Được đi dòng vì sân khắc sạch nắng tay cha mẹ con em hãy lòng thành tỉnh xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta thì dâm bi bụt đăng sạc nắng tay cha mẹ con em hãy lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ thì dâm bi đắm mong sạc nắng tay cha mẹ con em hãy lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ thì dâm bi sân khắc sạc nắng tay cha mẹ con em hãy lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt thăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyambi Bụt thăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Dutiyambi Sangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyambi Sangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ti Saranang ni thi tăng pháp huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phải tê, dạ chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta quê ra ma đi sức kho bất năng tâm ma đi dạ mi. Con xin vâng những điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na quê ra mạng đi sẽ khó bất năng xâm ma địch giả mi. Con xin vâng những điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Tà mê su mít giá cha ra quê ra mạng đi sẽ khó bất năng xâm ma địch giả mi. Con xin với những điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mù sa wa đa quê ra mạng đi sẽ khó bất thân xâm ma đi dạ mi. Con xin với những điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sư ra mê ra yam ma chập pa ma đắc tha na quê ra mạng đi sẽ khó bất thân xâm ma đi dạ mi. Con xin với những điều học là quy tránh xa chi dễ uống rượu và các chất say. Bà na ti bà ta quê ra ma ni sích kha ba đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Quê ra ma ni sikha ba đăng sa ma di ya mi.
con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mích cha cha ra quê ra ma ni xích kha ba đằng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musa wa da quê ra ma ni xích kha ba đằng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me ra ya mách chấp ba ma đa tha na quê ra ma ni xích kha ba đằng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani ban jasika badhani sadu kangkan toang bama de nani jakalang samarakita bang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, có các nguyện vị hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. À ma phành tê, dạ chúng con xin vâng. Si lê na su ga tin yon ti, si lê na phu ka sam ba da, si lê na ni phu tin yon ti ta sma, si la ngụy số tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng như dữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng như dữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng như dữ giới. Bởi các cái cho nên chữ Phật tử có lẽ thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu lành thay, dạ chúng con xin được kính tri ân sư Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con ạ. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo. Uttamang ghe na văn đề hàng bà đa bằng sùng và ruột ta mang bút thề dô khá lý tổ đồ sô bút thô khả mạ tu tăng mà mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na văn đề hàng tham mạnh cha đu vít hàng qua rằng tham mê dô khá lý tổ đồ sô tham mô khả mạ tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na văn đề hàng sang khanh cha đu vít hốt ta mang sang đề dô khá lý tổ đô sô sang khô khả mạ tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư để sư chúc phúc cho đại tràng chúng con để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Sirasmin me buddhase tho tare bodho jadakkhine vamangse mokkhalano purato vidakattayam vacchime mama anando kina savacatun visacamantam. Lokabala chinda deva sapam makai te sangan upawe na sabbe phayau bandhava neta antaraya bivinasantu ase. Xa tố Đức Phật ngự trên đầu, quay mặt xa lợi Pháp, quay trái kiền liên hầu. Trước mặt là tâm tạng, sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán, Đế Thích Lãng Phạm Thiên cho oai lực pháp màu. Hồi thì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Sô a thà lát thô sụ kỳ tô vô tô nô hô vô tá sa sa nê a rô vô sụ tô hô y sa hạ sa bê nhà tí vi sa a thà lát thà. Sụ kỳ thà vô tô nô hà vô tá sa sa nê a rô ga sụ tá hô y sa hạ sa bê nhà tí vi sa
ตอัทธรัตถาสุทธาบรุณาบุญทัสสะสันเอโรกาสุทธาโหทัสสะหะสัพเพหิญาติภิกขุ xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín có bình hoạn, được an vui mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay. Dạ, con xin được hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasattha chavumattha devanaga mahithika bunyang anumodang tuchirang rakkhang tusasanang. Akasattha chavumattha devanaga mahithika bunyang no anumodang tuchirang rakkhang tuno garu. Akasattha chavumattha devanaga mahithika bunyang no anumodang tuchirang rakkhang tunyatayo. Akasattha chavumattha devanaga mahithika bunyang no anumodang tuchirang rakkhang tubanino. Akasattha chavumattha devanaga mahithika bunyang no anumodang tuchirang rakkhang tuno sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Lâm Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Yang kinh chi ku sa la cầm măng cắt tắp bằng kiri yang ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng dê sát ta sanh nhi nô át thi dê cha sát ta át sanh nhi nô ca tăng bùn nha pha lăng mây hằng. Sắp bề pha ghi pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng su vi đi tăng đin năng bùn nha pha lăng ma già dê cha ta tha na cha nan ti đề hoa gành tòa ni quê đa dùng. Sắp bề lô cam hi dê sát ta chi quan ta hà ra hê tu ca ma nun nhang phô cha năng sắp bề la phần tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng nồ nhà tì nằng hồn, tu su khi tà hồn, tu nhà ta dồ, cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ, được an lạc lâu dài. Y đằng quá ta mề bùn nhằng à sa quắc khá già quá hằng hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mề bùn nhằng nít bà nát sa bách cha dồ hồn túc. Do sự phước báo mà chúng con nơi đây làm nhân làm duyên để đưa đến đạo quả nít bàn. Dạ, phước báo nào có được trong việc tụng kinh Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và ngũ giới trong ngày hôm nay, con kính dâng phần phước này đến chư thiên, đến quý sư, quý cô tu nữ. Con xin chia đều phần phước này đến hội chúng đang hiện diện trong room Phật giáo Nam Truyền, đồng đều nhau cả thảy. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và ngũ giới đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn Đức Tăng truyền Tam Quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái Tam Bảo và thọ trì Tam Quy ngũ giới. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi.
Dạ, giờ này con đã thấy Pháp Sư vào lớp ạ. Dạ, con xin được thỉnh Pháp Sư. Kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Brahmacharo Kathibati Sahambati Ca tánh cha đi anh thi hoa răng a ya cha tha san ti tha sát tập ba ra chắc kha cha ti ca đê sê tu tham măng anu cam bi măng ba chăng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo. Quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần thỉnh Pháp Sư cũng đã hoàn tất. Dạ, giờ này em xin được giao mic lại cho chị Huỳnh để chị đọc bản chánh kinh ngày hôm nay. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học Pháp an vui và tiến hóa. Em giao mic lại cho chị. Em kính, dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thu cha thú, cảm ơn sư Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn sự khiêm nhân cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tòa Pháp Thanh, cùng Chư Tôn Đức hiện diệu trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô, tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào với anh, chị em, đạo hữu. Dạ, sa thú thẳng tay. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ ra mặt Chư Tôn Đức Tăng, truyền trao tam quy, ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn sức Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo, thọ trì quy giới và cung thỉnh Pháp Sư. Và trước khi chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh lên giảng dạy bài học, con xin phép được đọc phần chánh văn nào. Bài học hôm nay, tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 1, tương ưng chư thiên. Tám La Mã, phẩm đoạn, bài năm La Mã khủng bố. Vì sao ở đời này rất nhiều người sợ hãi, đầu con đường đề cập dưới hình thức sai biệt. Con hỏi Gotama, bậc trí tuệ sáng suốt, phải an trú chỗ nào khỏi sợ hãi đời sau? Thế Tôn, hãy tránh trú lời ý, thân nghiệp chớ làm ác. Nếu ăn trú trong nhà với tài sản dồi dào, hãy tính thâm nhu hòa, chia tài sản hòa nhã. Ăn trú bốn pháp này, không sợ hãi đời sau. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung, thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh, từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học Pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cảm ơn cô Kim Nhung, cô Nhật Quỳnh đã đọc phần chánh văn và bóp bài lên để quý Phật tử cùng có thể và nắm được cái phần chánh văn. Và trước khi vào cái phần giảng giải về câu Phật ngôn, kính xin Chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh hướng về tâm bảo để làm lễ một cách tốn tắc. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tốt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài đã bay gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương lương dược ngăn trị tâm bệnh tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm của hằng sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, còn mong chư tôn đức có thể ngăn ngang kính chúc quý phụ nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều chuyện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thà Giá. Thì trong cái phần này, cái tựa là khủng bố. Khủng bố. Quý vị thường hay mà nghe mà ở trên đài bây giờ cái những cái bọn mà khủng bố nó tấn công người khác, nó giết chóc rồi hoặc là nó đánh bom liều chết, thấy sợ ghê chưa? Nhưng mà đó mình sợ cái kẻ ác. Nó tấn công, nó đánh, nó giết hại. Nhưng mà cái bọn khủng bố ở trong cái tâm chúng ta đó, chúng ta lại không sợ. Cho nên là Đức Phật mới cái vị chư thiên đã hỏi, và Đức Phật đã dạy những cái pháp để mà chúng ta né tránh. Né tránh cái bọn khủng bố. Mà nhất là nguy hiểm nhất là cái bọn khủng bố ở trong chính cái nội thân của chúng ta. Thì cái vị này đã nêu lên cái câu hỏi, vì sao ở đời này rất nhiều người sợ hãi. Sợ hãi đây đó là sợ hãi cái gì? Sợ hãi cái sự khủng bố của ngũ ma. Gồm có là cái gì? Phiền, năm cái loại ma dương. Phiền não ma dương, pháp hành ma dương, rồi năm cái loại ma dương này đó là nó hoành hành, nó tấn công, nó khủng bố ta từ vô thủy đến bây giờ. Đó. Cho nên là cái vị này đã hỏi rồi á, là bây giờ á, muốn tránh cái khủng bố này, muốn tránh cái sự khổ đau này thì phải an trú chỗ nào, an trú chỗ nào để mà chắc chắn nhất, để mà khỏi cái sự sợ hãi, khỏi cái sự khủng bố của phiền não. Thì Đức Phật đã chỉ dạy nè, hãy chánh trú lời ý thân nghiệp chớ là mạt. Thấy không, là khi mà chúng ta đó có sự an trú, tức là gì, chúng ta trong khi mà mình suy nghĩ, khi mình nói, khi mình làm, thì chúng ta phải suy nghĩ về những điều thiện, nói về cái lời thiện, với tâm từ bi hỷ xả. Rồi khi mà chúng ta hành động thì đem đến lợi mình, lợi người. Thì như vậy đó là chúng ta
làm những cái việc lành, chúng ta an trú trong cái thiện pháp. Nếu an trú trong nhà với tài sản dồi dào, thì nhà ở đây đó, nhà ở đây nó có cái ý nghĩa là cái thân, trong cái ngũ quẩn của chúng ta, hay là trong cái suy tư, cái ý nghĩ, trong cái tạp ý của mình. Thường thường á, cái tâm của chúng ta đó, nó không có an trú thân ở đây, mà cái tâm nó chạy tùm lum tà lá đó, nó chạy đầu này nó hay đầu khác, nó phóng về quá khứ, nó chạy đến tương lai, chứ không bao giờ mà nó ít có khi nào mà nó sống trong hiện tại. Thân thì ở đây chứ mà tâm ý nó chạy lan man, chạy lung tung ấy. Đó, cho nên đó là nếu an trú trong nhà ở đây là ý Đức Phật dạy rằng là thân ở đâu thì tâm ở đó. Mình phải có công việc, mình phải có công việc làm cho nó cái tâm nó ở trong nhà. Chứ nếu mà mình buông lung, nó rảnh rỗi quá, bắt đầu nó chạy đi chơi, thì câu tục ngữ của ông bà mình để lại đó, hả nhàn cư di bất thiện. Chúng ta nhớ vậy đó, khi mà cái tâm mình á, nó rảnh rỗi quá, nó không có việc làm, nó không có an trú được, nó chạy tùm lum á, ở nhà không có việc làm, qua nhà hàng xóm chơi, qua hàng xóm đánh cờ, uống nước trà, uống cà phê. Mà nếu mà đánh cờ mà uống trà uống cà phê á, thì cũng tốn à, cũng đỡ à, không? Còn không có, chạy qua nhà hàng xóm á, nhậu nhẹt, rồi gì cờ bạc, đủ thứ chuyện, đó. Cho nên nó rất là tai hại. Cho nên là chúng ta phải có cái công việc để cho cái tâm nó cột trói nó trong nhà, phải giao việc cho nó làm. Mày phải ở nhà suy tư, học kinh, học pháp, thực hành thiền định, thiền tuệ, nha. Thì lúc đó cái tâm nó mới ở trong thân. Còn không là mà buông nó là nó phóng, nó chạy lung tung hết đó. Cho nên trong nhà đây là Đức Phật chỉ dạy là chúng ta là phải giữ cái tâm, cái ý của mình sống trong hiện tại, phải an trú trong những cái pháp thiền định, thiền tuệ. Khi mà mình học pháp, học kinh cũng vậy, mình phải có cái sự chú tâm. Khi mà mình khởi cái chú tâm, mình phản tỉnh, mình xem xét, là cái tâm nó mới ở trong hiện tại, hay là ở trong cái thân này, trong cái thân ngũ quẩn này. Còn nếu mà mình không có chánh niệm tỉnh giác, mình không phản tỉnh xem xét, thì bắt đầu là mình dễ vui buông lung, là anh phóng, anh chạy, anh chạy đầu này, anh chạy đầu nọ, anh tào lao bạc xế trên trời dưới đất, đủ thứ chuyện trên đời hết nha. Đó. Cho nên là nếu mà chúng ta là cái người có tu tập thì phải biết giữ gìn những cái đẹp, giữ gìn cái tâm của chúng ta ở trong cái thân ngũ quẩn này, thân đầu tâm đó. Mà mình đang làm việc gì
thì mình phải có sự chánh niệm hay biết, quan sát, ghi nhận rõ ràng những cái chuyển động trong các quan nghi, đi đứng nằm ngồi, hay là hoặc là trong các cái tiểu quan nghi, co tay, giở chân, gì đó, nhai, ngửi, nếm, hoặc là trong khi mà mình giao tiếp, mình nói chuyện, mình cũng phải giữ quan sát cái tâm ý, cái tâm của mình, cái lời nói mình, đó, thì như vậy đó là chúng ta giữ cái tâm ở trong nhà, thì cái lời dạy Đức Phật mà giữ an trú ở trong nhà đó là ý nghĩa như vậy á. Với tài sản dồi dào, thì khi mà chúng ta giữ cái tâm ở trong cái ngôi nhà của mình, không có để đi lang man, thì chúng ta tạo được nhiều cái thiện sự. Những cái phước báo này nó là cái gì? Nó là tài sản. Đó, khi mà đi lang man qua nhà người ta, không có đem đến cái lợi ích gì đó, không? Rồi nếu mà bị rủ rê, nhậu nhẹt cờ bạc thì còn tốn hao tài sản nữa, đó. Còn khi mà chúng ta an trú trong nhà, chúng ta gìn giữ cái nội tâm, cái chánh niệm tỉnh giác mình đầy đủ thì sao? Thì mình dung bồi những cái phước báo. Khi mà chúng ta ngăn chặn, không có để tâm nó phan duyên theo trần cảnh, không chạy theo sắc thinh vị xúc ở bên ngoài, chúng ta giữ cái tâm ở trong nhà, trong cái nội thân, cái thân ngũ quẩn của mình thì đó, thì cái chánh niệm tỉnh giác nó sẽ được mạnh mẽ, cái trí tuệ của mình nó phát triển. Thì ở đây cái tài sản chính là cái điều đó đó, các cái thiện pháp nó phát triển. Rồi chúng ta những cái kinh nghiệm quý báu, khi mình học một đoạn kinh, mình học một câu pháp cú, khi mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác đầy đủ, chúng ta quán sát hơi thở vô, hơi thở ra, khi mà chúng ta quán sát rõ ràng cái chuyển động trong từng bước chân, dở bước đạp, mình quán sát từng rõ ràng, từng chi tiết, từng cái tác ý, rồi cái chuyển động nó diễn trình nó xảy ra như thế nào, mình quan sát danh như thế nào, sắc như thế nào, thì sao chúng ta sẽ có được những cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm trong cái pháp hành, thì như vậy đó, thì sao? Cái đây là những cái tài sản hết sức là quý báu, cho nên là khi mà chúng ta an trú tâm một cách miên mật, tốt đẹp, với trí tuệ hiểu biết, với sự ghi nhận chánh niệm đầy đủ thì sao? Thì cái tài sản trí tuệ, cái phước báo trong pháp học, pháp hành, nó sẽ phát triển. Đó là cái tài sản vô cùng quý báu của cái kiếp sống. Rồi hãy tính tâm nhu hòa. Thì khi mà chúng ta sống có trí tuệ, với cái niềm tin, cái chánh tính, thì sao? Chúng ta sẽ có những cái lời nói, hành động nó chân mực, vừa phải, hiểu biết, lúc nào mình nên nói, lúc nào mình nên làm, trong những cái thời điểm thích hợp, vừa chân. Đó. Chia tài sản hòa nhã. Chia tài sản hòa nhã đây là
nó có hai cái ý nghĩa. À, cái ý nghĩa là thí dụ như bây giờ á, mình làm cha làm mẹ, mình có của cải đi, thì mình phân chia tài sản cho con cái đó, nó bằng nhau, để không thôi nó tranh chấp, sao mà chia cho anh hai nhiều quá, chia cho chị ba nhiều quá mà không chia tôi, chia cho tôi có chút xíu, tài sản nhiều quá mà chia cho mấy người kia nhiều, chia tôi ít kia đủ thứ, không? Đó là một cái ý thứ hai nữa đó, cái tài sản mình phải biết phân chia, phần nào là chúng ta sống hàng ngày, chi dụng ăn uống, rồi để mà giao tiếp với trong xã hội, như là phải đi đám giỗ này, đám cưới này, thu nôi đầy tháng, đám ma hủ đủ thứ chuyện nha, thì chúng ta phải trong đời sống thì chúng ta cũng phải có sự giao tiếp, nhưng mà chừng mực thôi, chứ không có nên mà đua đòi khoe khoang. Ví dụ như mình đi thái gì mình đi á, 100.000 là được, nhưng mà thôi bây giờ cha kia chả đi 500.000 mà mình đi có 100.000 có không được, bây giờ mình phải chơi hơn nó, mình phải đi 1 triệu, không? Đó là như vậy đó. Rồi sao cái tài sản mình nó hào hụt, chơi sang thì có ngày mắc nợ, lúc đó là mới khổ. Cho nên á là cái tài sản mình chi dụng chừng mực, trong cái sự ăn uống này, trong sự giao tiếp này, nó vừa phải. Rồi sao? Rồi mình phải dành một cái phần tài sản để mà chuẩn bị, đề phòng những cái bất chắc. Ví dụ như bây giờ bữa nay mình khỏe mạnh, chứ ngày mai mình lỡ mình bệnh tật hay là cái bị một cái vấn đề gì đó, thì mình phải có cái tài sản mình chi dụng. Lỡ vô bệnh viện mình có bảo hiểm thiệt, nhưng mà nó cũng đâu phải là bảo hiểm nó bao hết trọn gói đâu. Đó thì mình phải có một cái phần đề phòng cái bất chắc nó xảy ra. Rồi sao? Rồi một phần nữa để gì? Để mình đi tạo phước, cúng dường tam bảo, rồi làm những cái thiện sự như là đệ bát, dân y, trai tăng vân vân. Đó. Đó thì mình phải biết phân chia cái tài sản của mình nó một cách thích hợp. Mình không quá bón rít bỏng sản, nhưng mà cũng nên không có nên phung phí. Đó cho nên là cái với cái người trí tuệ đó, cái người trí tuệ đó, thì mình phải biết phân chia tài sản của mình, rồi sống thì phải hòa nhã, hòa nhã đối với ở người xung quanh, nói những cái lời đem đến sự hoan hỷ, nói với tâm từ bi, giúp ích cho mọi người, thì như vậy đó, thì cái đời sống của chúng ta nó sẽ an ổn tốt đẹp. An trú bốn pháp này, không sợ hãi đời sau. Khi mà chúng ta an trú trong những cái thiện pháp đó, thì chúng ta không có cái sự sợ hãi. Vì khi mà chúng ta không an trú trong tâm với chánh niệm tỉnh giác, với cái niềm tin chân chánh, rồi với chánh niệm tỉnh giác đầy đủ, thì không, thì khi chúng ta lan man phóng dật, rồi bị lôi cuốn bởi bất thiện, thì chúng ta sẽ tạo
những cái nghiệp không có được tốt đẹp thì chúng ta sẽ khổ đau. Còn khi mà chúng ta sống có chánh tín, rồi có sự bản tỉnh xem xét, chánh niệm tỉnh giác đầy đủ, rồi chúng ta sống với cái tâm từ tâm bi đó, thì tất cả những cái thiện pháp này chúng ta sẽ được an ổn. Rồi một cái ý nữa đó, cái tài sản ở đây đó không phải là chỉ là cái tài sản vật chất ở thế gian, mà chúng ta còn hướng đến cái tài sản của bậc thánh, đúng không? Bây giờ mặc dù là mình chưa có trở thành những cái bậc thánh nhân, nhưng mà chúng ta phải dung bồi những cái tài sản của bậc thánh để mà chúng ta làm lợi ích trong cái đời sống hiện tại. Thì bảy cái tài sản của bậc thánh là gì? Là đức tin. Đức tin là cái niềm tin vững chắc nơi tam bảo, tin vào nhân quả nghiệp báo, không? Mình phải lập cái niềm tin này cho vững vàng. Mặc dù cái niềm tin của mình á, nó còn non yếu, chứ không phải như là bất động như các bậc thánh, nhưng mà mình phải dung bồi, mình phải dung bồi nó mỗi ngày, chứ còn không á thì mình bị lôi cuốn, đi làm những cái điều mà không có đúng, đi miếu này miếu nọ, núi này núi kia, ông này bà nọ, rồi là đồng cốt bói toán, rồi đủ thứ chuyện, thì như vậy đó là cái niềm tin sao mình chưa có vững vàng, mình chưa có trọn cái niềm tin nơi tam bảo, tin vào sự giác ngộ Đức Phật, tin vào cái giáo pháp nó có công năng để hướng thượng, để đối trị với phiền não, đem đến một cái đời sống an vui trong hiện tại, rồi tạo những cái nhân lành, những cái chủng tử tốt đẹp cho đời sống tương lai. Chưa có cái niềm tin vào kiêu tăng, cho nên đó là mình còn đi chạy chỗ này chỗ nọ, mình cầu khấn gian sinh. Cho nên là chúng ta phải từng bước chúng ta dung bồi những cái đức tin của mình cho mỗi ngày nó được mạnh mẽ hơn. Khi mà một cái người nào nói về cái điều gì thì mình phải dùng trí tuệ, mình phản tỉnh, mình xem xét coi những cái điều mà họ nói á nó có đúng với lời dạy của Đức Phật hay không, nó có đem đến cái xả ly, nó đem đến cái sự an tịnh cho nội tâm, đem đến cái sự diệt trừ phiền não hay không. Đó thì lúc đó là khi mà chúng ta thấy xét thấy nó phù hợp thì chúng ta mới tin, chứ không phải ai biểu sao là làm vậy, ai biểu bậy tôi cũng làm theo, thì lúc đó là cái niềm tin của mình nó chưa vững vàng. Rồi cái tài sản hay là gì? Là giới hạnh. Giới hạnh rèn luyện về thân khẩu ý cho được trong sạch. Thì Đức Phật dạy sao? Không làm mọi điều ác. Điều ác là gì? Điều ác là làm những cái gì mà gây tổn hại khổ đau cho chúng sanh khác. Mà gây tổn hại cho khổ đau cho chúng sanh khác á, thì sao? Mình tạo những cái chủng tử không tốt đẹp, tạo cái sự quan trái, quan trái, rồi mà mình gieo những cái chủng tử không tốt đẹp, mình gieo những điều quan trái thì sao? Tất nhiên mình phải gánh lấy cái hậu quả khổ đau. Cho nên là chúng ta trong đời sống chúng ta luôn luôn phải xem xét
về cái tạm nghiệp của mình, thân khẩu ý làm những việc lành, kịp thời ngăn ngừa, diệt trừ những cái tác ý không được tốt đẹp, gây khổ đạo tổn hại cho chúng sanh khác. Thì như vậy đó, thì chúng ta sẽ tránh xa những cái tội lỗi, chúng ta giữ gìn cái giới hạnh của mình cho được tốt đẹp. Rồi thứ ba là gì? Là phải có cái tâm hổ thẹn đối với các cái ác bất thiện pháp. Thì khi mà chúng ta chưa có hiểu biết đó, chúng ta nhiều khi bị xu hướng theo cái thế gian, rồi mà chưa phân biệt được cái điều nào là điều thiện, điều nào là điều bất thiện, cho nên chúng ta xả phạm những cái sai lầm. Nhưng mà khi mà mình đã học Phật pháp, mình có sự hiểu biết rồi sao, thì phải có cái sự hổ thẹn. Mình cảm thấy mình mắc cỡ, không hổ thẹn là mắc cỡ với những cái lỗi lầm hồi xưa đó. Mình biết mình nói những cái lời xúc xỉm, mình nói thế này thế khác đối với những cái từ khác, hồi mình thương thì mình nói khác, hồi mình ghét rồi thì mình nói khác, đó. Rồi bây giờ mình sửa lại, bây giờ mình nói những cái lời chân chánh, tốt đẹp, đó, mình làm những cái điều tốt đẹp. Khi mà mình có cái tâm, cái sự hổ thẹn gì đó, để nó là một cái hàng rào để ngăn ngừa. Đó, thành ra khi mà chúng ta đọc cái bài sám hối là sao? Để nhắc nhở, chúng ta để có sự hổ thẹn đối với những cái ác bất thiện pháp. Thì khi mà chúng ta có cái sự hổ thẹn, khi mà lỡ phạm những cái giới, hoặc là những lỡ phạm vào những cái ác ngữ, thì chúng ta sẽ ngăn ngừa những cái mà mình lỡ phạm rồi á, bây giờ mình sẽ ngăn chặn từ đây về sau nha. Rồi phải có cái sự ghê sợ nha, phải ghê sợ với các ác bất thiện pháp. Hồi trước tại vì mình không có biết, mình chưa tìm hiểu Phật pháp, mình chưa phân biệt được cái điều nào là đúng, điều nào sai. Có những điều á thì nó đúng trong cái đời sống, trong xã hội, nhưng mà trong cái Phật pháp á, thì nó là những cái điều bất thiện. Cho nên là chúng ta phải hiểu biết như vậy rồi sao? Chúng ta phải ghê sợ đối với những cái ác bất thiện pháp. Thì khi mà chúng ta có lòng tàm, lòng quý, tức là cái hổ thẹn đối với các cái tội lỗi ác bất thiện pháp, rồi ghê sợ nó, thì chúng ta mới tránh xa được. Nếu mà chúng ta muốn giữ giới tốt đẹp, muốn gìn giữ cái giới hạnh của mình, nhưng mà nếu mà chúng ta không có cái sự hổ thẹn và không có sự ghê sợ đó, thì sao? Thì cứ phạm giới hoài. Đó, cho nên đó là hai cái chi phần mà tàm quý, nó luôn luôn ở trong chúng ta đó, thì nó sẽ là hai cái người bạn hết sức là quý báu, luôn luôn nhắc nhở chúng ta tránh xa các cái ác bất thiện pháp. Rồi gì? Chúng ta phải là cái người đa văn. Đó, trong 38 điều hạnh phúc Đức Phật cũng có dạy đó, chúng ta làm sao phải nghe nhiều học rộng, nghe nhiều học rộng, chúng ta phải lắng nghe, rồi ghi nhớ những cái pháp
mà mình được nghe. À, rồi chúng ta học trong trong kinh. À, bây giờ thì bây giờ cái sự học của mình ấy, nó rất là dễ dàng. À, rất nhiều cái điều kiện, những cái phương tiện à, để mình học. À, thành ra đó, mình có muốn học hay không muốn học mà thôi. À, còn nếu mà mình muốn học thì rất là nhiều. À, học qua trường lớp cũng được. À, rồi chúng ta có thể học trong kinh chánh tạng cũng được. À, rồi chúng ta có thể mà học ở trên những cái phương tiện công nghệ thông tin. À, chúng ta học qua bạn bè. À, những cái bạn đồng đạo với mình. À, đó, thành ra khi mà chúng ta có cái tâm à, cầu tiến, muốn phát triển, muốn tăng trưởng cái trí tuệ của mình, à, tăng trưởng cái sự hiểu biết của mình á, thì mình nên cố gắng à, mở cái tâm hướng về à, những cái điều lành, điều thiện, à, rồi học tập, rồi xong phải có sự ghi nhớ, rồi phải có sự suy tư. À, nếu mà quý vị chỉ cố ý chú tâm lắng nghe không á, thì có khi á, mình có thể mình quên. Nhưng mà khi mà mình học, mình nghe cái điều gì đó, sau khi mình học thuộc rồi, mình suy tư à, tại sao Đức Phật lại dạy à, cái câu Phật ngôn này à, như thế nào, thấy không? Đó, thì quý vị sẽ nhớ rõ hơn, nhớ sâu xa hơn. À, ví dụ như bây giờ à, mình học một cái câu pháp cú à, không làm mọi điều ác, làm các việc lành, à, giữ tâm ý trong sạch, à, chính lời chư Phật dạy, thấy không? Đó, mà mình thấy phải suy tư à, thế nào là làm ác à, thế nào là việc lành à, mình phải có sự suy tư xem xét à, rồi xong rồi mỗi khi mà có một cái vị nào đó người ta thuyết lên cũng cái câu đó. Nhưng mà có nhiều khi ấy, cái vị này sẽ có những cái ý hay hơn à, nó sâu, nó rộng hơn à, mình chú tâm mình lắng nghe à, cho nên khi mà chúng ta học chúng ta phải có sự chú tâm à, chúng ta nghe những điều chưa được nghe, rồi chúng ta nghe à, để có sự mở rộng hơn à, nó rộng, nó sâu hơn à, và sao khi mình chú tâm mình lắng nghe lại cái điều mình đã nghe, mình đã học á, thì sao cái sự ghi nhớ của mình nó sẽ mạnh mẽ hơn, nó sâu xa hơn à, làm cho mình khó mà quên được, thấy không? Đó, cho nên á là cái sự chú tâm lắng nghe nó đem đến nhiều nhiều cái lợi ích trong cái đời sống đó. Mà chúng ta muốn có được à, cái hiểu biết à, thì chúng ta phải có cái sự chú tâm lắng nghe, rồi học hỏi à, tất cả à, đối với thầy tổ à, rồi tâm trong tâm tạng kinh điển, hay là đối với tất cả những bạn đồng đạo của mình à, thì chúng ta sẽ có được những cái lợi ích à, chúng ta tích lũy những cái điều mình đã nghe, đã học à. Rồi cái gì nữa, cái sự dứt bỏ à, dứt bỏ đây bỏ cái gì, dứt bỏ tất cả những cái bất thiện pháp à, những cái chính những cái bất thiện pháp này nó là gì, nó là phiền não, nó là cấu quế à, nó đã
cột trói à, mình vào cái khổ đau, cột trói mình vào cái cổ máy à, sanh tử luân hồi. Cho nên bây giờ mình phải có cái tâm dứt bỏ mạnh mẽ. À, bây giờ có nhiều khi mình mới tu tập mà cái bất thiện, những cái tư tưởng, những cái tác ý bất thiện nó còn mạnh. À, nếu mà chúng ta không mạnh mẽ à, chỉ vô mặt nó à, phải quát quát mắng nó à, thì nó mới từ từ mới chịu rút lui à, chứ còn nếu mà chúng ta không mạnh mẽ thì nó sẽ lôi cuốn mình à, cho nên đó, chúng ta mới mà mới học có đôi khi á à, cái bắt đầu là nó chống chế à, nó nói thế này thế kia để nó xúi dục à, nó xúi dục chúng ta à, làm những cái điều không tốt đẹp à, cho nên là chúng ta phải có cái tầm mạnh mẽ dứt bỏ đối với tất cả những cái ác bất thiện pháp à. À, thì khi mà chúng ta phải luyện tập cái trí tuệ mình dung bình à, cho mạnh mẽ đó thì mình mới có thể mình khống chế à, mình đẩy lùi được nó. Chứ còn cái bất thiện này nè à, nó đã tiềm ẩn ngủ ngầm ở trong nội tâm chúng ta rất là lâu đời, nhiều kiếp à, thành ra một sớm một chiều mà muốn dứt bỏ nó đâu có phải dễ à, cho nên là chúng ta phải có cái tầm mạnh mẽ à, để mà tránh xa à, những cái điều bất thiện. Tại sao? Chúng ta phải thực hành bố thí à, trì giới à, đó, bố thí để từ bỏ những cái sàn tham, dứt bỏ cái tâm mà kêu kiết bụng xỉn ha à, rồi à, rồi chúng ta phải giữ giới à, để dứt bỏ tất cả những cái ác bất thiện là phạm giới à, đó. Khi mà mình gìn giữ một giới thì sẽ đem đến một cái lợi ích à, ví dụ bây giờ mình tránh ra cái sự sát sanh à, thì sao mình sẽ tránh khỏi được những cái điều quan trái à, mình tàn hại gây khổ đau cho chúng sanh khác à, thì mình sẽ gánh lấy cái hậu quả khổ đau. Bây giờ mình tránh à, mình tránh ra mình không có sát hại gây khổ đau cho chúng sanh khác mà mình còn gì, mình còn phóng sanh à, hoặc là mình còn hỗ trợ giúp đỡ cho chúng sanh khác sống một cách an ổn không? Ví dụ như hồi đó mình giết chóc, nhưng mà bây giờ mình có thể mình mua gạo hoặc là những cái thức ăn để bố thí cho chim cho cá kia nọ vân vân là đó, thành ra đó là mình dùng những cái hạnh lành để mà mình tạo nha, để mà chúng ta dứt bỏ được những cái thiện. Rồi cái điều hết sức quan trọng trong cái đời sống hiện tại của chúng ta đó là gì, là có trí tuệ nha. Nếu mà ngay trong cái đời sống hiện tại này đó mà chúng ta không có diệt trừ à, chúng ta không sửa đổi những cái mê lầm tà kiến à, chứ cứ sống là xưa bài nay làm à, hồi đó ông bà cha mẹ mình như thế nào thì mình cứ như thế đó không? Thì sao? Thì mình cứ mê lầm tà kiến hoài à, cho nên là cái trong đời sống này nè mình phải sửa đổi ngay trong hiện tại này à, chứ không có chờ bữa nay mình học mình hiểu biết
mình phải sửa đổi liền. Chứ đừng nói thôi, à cái điều này tôi mới học, để bữa kia bữa kia rồi tôi sửa. À còn bây giờ à, hồi đó sao vợ làm vậy thì không được. À cho nên nó là chúng ta phải phải sửa đổi ngay, ngay trong hôm nay, ngay giây phút này. À chứ còn nếu mà chúng ta không mạnh mẽ như vậy đó thì đó nó sẽ lôi cuốn chúng ta. À cho nên là ai cũng hiểu biết, ai cũng hiểu biết là chúng ta sống chánh niệm tỉnh giác sẽ đem đến cái lợi ích. Nhưng mà sao? Nhưng mà mình cứ quên hoài ha. À tại vì mình chưa có mạnh mẽ. Thấy không? Đó. Mình cũng sống cũng buông lung. Hả? Mình chưa có kịp thời à, để mà an trú ở tâm của mình. À, một phần là gì á, chúng ta cũng mới tu tập. À, một phần là mình chưa có cái sự cương quyết. À, cái quyết định độ của mình á, nó còn non yếu á. À, cho nên là bị phiền não nó lôi cuốn, nó tấn công. À, thì chúng ta chịu thua, và bị nó quật ngã, nó lôi mình chạy mất tiêu. Không? Cho nên á, là khi mà chúng ta à, muốn có được cái thực hành các cái pháp thiện lành, những cái chủng tử tốt đẹp, thì sao? Mình phải có sự mạnh mẽ, kiên trì, à, rồi phải dung bồi trí tuệ. Thành ra cái mà pháp mà cải chánh tri kiến đó, à, cải chánh tri kiến nó rất là quan trọng, à, cho những cái người mà học pháp, hành pháp. À, cái đời sống của mình nó có được tốt đẹp, cái sự dứt bỏ của mình á, nó có thành công hay không á, là ngay cái chỗ mà cải chánh tri kiến nè. Tức là khi mà chúng ta bị vô minh, à, si mê lôi cuốn thì sẽ khổ đau, mà khi mà chúng ta à, dung bội cái trí tuệ, cái quyết định độ mà một cách mạnh mẽ, à, thì chúng ta mới có thể đẩy lùi được phiền não, à, tránh xa được các cái điều bất thiện. À, cho nên là cái dung bồi cái trí tuệ này, à, mình phải nỗ lực, à, mình phải làm hàng ngày, à, mình phải luôn mình phản tỉnh xem xét cái tam nghiệp, à, thân nghiệp, khẩu nghiệp, nhất là cái ý nghiệp của mình. À, mình luôn mình phản tỉnh, mình xem xét, rồi luôn á, thỉnh thoảng trong đời sống, trong sinh hoạt, mình phải xem xét nãy giờ mình làm việc, mình nói năng, hành động, à, có hay biết hay không. Thì khi mà chúng ta cứ luôn luôn giao công việc cho cái trí tuệ và chánh niệm tỉnh giác, nó có công việc để nó làm thì nó mới ở trong nhà. Cái còn hả mà nó rảnh rỗi là nó chạy đi vậy. À, cho nên nó là luôn luôn chúng ta lâu lâu phải căng nó, phải nhắc nhở nó. À, nãy giờ có hay biết không? À, nãy giờ mình có chánh niệm tỉnh giác hay không? À, khi mà mình tự phản tỉnh, mình xem xét, mình tự hỏi như vậy đó, là ảnh trở lại, ảnh dám chạy chơi. Còn nếu mà mình làm là mình không có lâu, mình không có phản tỉnh xét thì hồi á nó buông lung, nó chạy tuốt lút hết ha. Đó, cho nên á là các cái pháp này
từ những cái pháp này đó, ngay trong đời sống hiện tại, chúng ta phải ráng nỗ lực dung bồi, thì chúng ta mới đạt đến những cái đời lợi ích tốt đẹp. Còn bây giờ mình nói là thánh sản là chừng nào mà mình tu tập, mình ráng đạt tới các bậc thánh hữu học hay là ấy thì nó sẽ có. Bây giờ mình không gieo trồng, mình không thực hành thì làm sao mà có được? Đó, bây giờ mình phải noi gương theo bậc thánh, mình phải dung bồi, mình phải thực hành thì nó mới có. Bây giờ mình muốn ăn gạo thơm, gạo dẻo, gạo ngon, mình phải đem cái giống tốt, cái hạt nó chắc mạnh mẽ, mình đem mình gieo thì mới có cái gạo dẻo luôn để mình ăn. Mình muốn được cái gì, mình muốn được cái gì thì mình phải dung bồi, mình phải gieo trồng cái đó. Mình muốn có trí tuệ thì sao, mình phải nỗ lực mình học. Đó, mình muốn đạt được cái bằng cấp cử nhân thì sao, trời ơi, cũng học ngày học đêm, học và có cái sự kiên trì chí thú vượt qua những cái khó khăn, cái chướng ngại, thì mình mới đạt được đến cái bằng cấp cử nhân chứ. Chứ mà học mà kiểu mà lơ lơ vừa chơi vừa tụng biết chừng nào mới đạt được. Cho nên cái gì á, chúng ta phải có cái chí hướng, rồi phải sao, phải kiên trì nỗ lực, rồi phải có sự nỗ lực tinh tấn để mà đạt được cái nguyện vọng của mình. Thì khi mà chúng ta muốn cái đời sống của mình được tốt đẹp thì chúng ta phải dung bồi bảy cái pháp này, đức tin, giới hạnh, rồi tàm quý, rồi nghe nhiều học rộng, suy tư những cái điều mình nghe, rồi tìm hiểu cặn kẽ những cái điều mình đã nghe, đó, rồi không phải mình nghe xong lần rồi thôi mà phải thường xuyên đọc đi đọc lại, để càng ngày cái hiểu biết mình nó sâu rộng hơn. Mà khi mà cái hiểu biết của mình càng sâu rộng thì cái trí tuệ mình nó được mạnh mẽ rồi đó. Mình mới khi mà chúng ta mỗi ngày chúng ta dung bồi các cái thiện pháp thì nó mới có đủ sức mạnh để đối trị với những cái phiền não. Cho nên là chúng ta luôn luôn nhớ lời Đức Phật dạy là phải an trú ở trong nhà, trong cái ngôi nhà của mình, cái thân ngũ quẩn của mình, đừng có để nó lan man, nó chạy qua nhà khác. Rồi bắt đầu nó bàn lẫn trên trời dưới đất, đủ thứ chuyện, chạy về quá khứ, suy tính tương lai này kia nọ, thấy không? Mà chạy qua nhà người ta hồi thì có chuyện, thấy không? Đó, cho nên là tốt nhất là mình giữ cái tâm mình an trú ở nhà, bắt nó học, bắt nó học. Bữa nay học một câu thôi, một câu cũng được, một câu Pháp Cú Kinh thôi, học một đoạn Phật ngôn thôi, suy tư một pháp nào đó thôi, như vậy là cũng tốt rồi. Đó, thấy không? Thế còn mà chạy qua nhà người khác, buông lung, lan man đi ngắm cảnh, ngắm trời, ngắm rồi một hồi là phiền não nó dấy động thì khổ đau. Cho nên là chúng ta phải nhớ, nhớ trong cái lời Phật dạy là
phải luôn luôn là giữ tâm an trú ở ở trong cái ngôi nhà mình. Tại vì phải luôn luôn phản tỉnh, xem xét về cái tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Trong ngày hôm nay mình có cái tác ý gì mà mình không tốt đẹp không, gây tổn hại khổ đau cho người khác hay không, bữa nay mình nói những cái lời như thế nào, mình có nói những cái lời mà tà ngữ hay không, rồi thân nghiệp hàng ngày mình có làm cái gì mà gây tổn hại khổ đau cho chúng sanh khác hay không. Đó, khi mà chúng ta luôn luôn chúng ta gìn giữ khoảng xem xét thì mỗi ngày chúng ta sẽ được tiến bộ nhiều hơn. Mỗi ngày chúng ta học một câu Phật ngôn, chúng ta tìm hiểu kỹ một pháp cho thật sâu xa cặn kẽ, rồi có những dịp mà chúng ta nghe pháp thì chúng ta lắng nghe để sao để mình học lại những điều mà mình đã học, mình nghe lại những cái điều mình được nghe, và sao có khi mình sẽ được mở rộng kiến thức, mình hiểu biết nhiều hơn, sâu xa hơn. Đó, thì như vậy đó, thì cái tài sản mà nhớ là ở đây là cái gì, là cái tài sản trí tuệ. Khi chúng ta thực hành, chúng ta lắng nghe, chúng ta học tập thì sao, tài sản của chúng ta sẽ dồi dào hơn. Vật chất, nhà cửa, địa vị, vàng bạc gì đó, mai mốt khi mà ra đi mình cũng bỏ lại đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta nỗ lực, chúng ta học hỏi, thực hành thì sẽ dung bồi cái tài sản trí tuệ, cái giới hạnh nó được quý báu tốt đẹp. Thì chính những cái tài sản này đó nó mới đi theo chúng ta. Chứ còn mà bây giờ mình nai lưng quần quật, mình tạo của cải cho nhiều, địa vị cho cao, ruộng đất nhà cao cửa rộng như chăng nữa, mai mốt mình cũng bỏ lại hết. Cho nên là chúng ta phải hiểu biết, dung bồi cái phước báo, cái trí tuệ ngay trong đời sống hiện tại này, sửa đổi, chuyển hóa những cái sai lầm, tà kiến mà chúng ta phải từ bỏ ngay trong cái đời sống này, để chúng ta có được một cái đời sống tốt đẹp. Chính cái hiện tại này, cái đời sống hiện tại này nó là căn bản, nó sẽ tạo cái những cái nấc thang để chúng ta đi đến những cái đời sống tương lai tốt đẹp hơn. Thì qua cái câu Phật ngôn khủng bố thì cũng tìm hiểu và chia sẻ với quý vị đôi điều. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức Pháp Thể Căn Ngang, và chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử có thêm được những cái hiểu biết về cái lời dạy, những cái câu Phật ngôn mà Đức Phật đã dạy trong Chánh Kinh, để quý vị hiểu biết, để thực hành, đem đến lợi ích trong đời sống và dung bồi những cái trí tuệ, những cái phước thiện tốt đẹp. Cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui, có một cái niềm tin vững vàng vào Tam Bảo, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu mong biết quan hỷ với phước báo. Thì bây giờ xin cùng thỉnh chư tôn đức cũng như mà tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Kính mời đạo tràng Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ sa thú lành thầy, con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay.
cho chúng con được hiểu, để hành theo và được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, cảm ơn Kim Dung, cảm ơn Thiên Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh Từ Bi dùng tạm tách trà ở tỉnh Thất Thịnh Hữu Bạch Sư, để con khi này con phải nhờ cái người mà người chắc nghỉ tới 10 ngày trong đùm đó chứ, là phải lên khơi đầu chứ không có tốt nào được nữa hết. Dạ, sư nghỉ ngơi trong giây lát Bạch Sư. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, có ai biết mình sẽ nghỉ tới 10 ngày trong đùm không? Nếu biết đưa bàn tay lên nha, đừng để Nhật Quỳnh kéo áo nha. Rồi, mời Kim Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phước Hạnh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh và Thiện Vũ cho em biết tín hiệu nghe rõ ạ. Dạ, con thưa sư, liên quan đến cái bài học này đó thưa sư, thì con nghe sư giảng về những lời Phật dạy bài nào, con cũng thấy thấm về, đối với chính mình hết. Nhưng mà liên quan đến bài học hôm nay á, là nói về niềm tin và giới hạnh, nó bày về cái bảy cái pháp, bảy cái thánh sản đó. Thì trong đó con có liên quan đến niềm tin và giới hạnh, thì con xin sư giảng giải giúp giúp con, nếu trong trường hợp mà vì hoàn cảnh con phải đi vô một cái nơi mà không đúng với đạo của mình, một nơi khác, ví dụ như con đến nhà thờ đấy, thì như vậy con phải làm như thế nào để cho nó niềm tin mình nó không bị lung lay, rồi cái giới của mình cũng không bị đứt, mà mình cũng không cảm thấy là áy náy băn khoăn, mình cũng không cảm thấy bị dây dứt. Dạ, con kính thỉnh sư giúp con trong trường hợp này. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì có đôi lúc á, trong đời sống á, có nhiều khi mà chúng ta mà khư khư gìn giữ cái pháp thiện của mình á, thì mình cũng bị người ta nói. Cho nên á, là mình phải uyển chuyển, phải uyển chuyển. Thí dụ thỉnh thoảng hồi trước sư cũng lúc mà còn ở trên Bình Long á, ở Tứ Thiên Tăng á, thì có đôi lúc á, ở bên những cái chùa mà quen á, ta cũng hay thỉnh mình qua làm lễ cái đó. Rằm tháng 7 rồi đó, người ta cũng mời qua. Rồi nói chung là ở trong cái địa phương đó thì mình lúc đó là mình cũng có cũng khá khá không? Mấy ông thầy mấy cũng quý mình, thì qua chùa người ta mời mình cùng đứng niệm hương gì đó. Hả? Thì bây giờ á, ta đọc nhưng mà mình giữ ở trong tâm mình gì là Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sằng Ca Giá. Mình cứ giữ chánh niệm trong cái tâm mình, cứ giữ là A-ra-hằng, 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 hay là Bú-thô, Bú-thô, Bú-thô. Ta đọc gì ta đọc ở trong tâm mình, cứ giữ như vậy. Rồi ta niệm cái gì đó mình ta lại, thì mình cũng lại, nhưng mà cái tâm mình á là gì? Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá.
mình cứ cứ giữ cái tâm niệm gì đó, à, ta lại cái gì đó ta lại, à, hay là cái trường hợp á, cái trường hợp bây giờ có nhiều khi mình phải đi đến dự những cái đi đến, nhưng bây giờ bạn bè thân quen, bây giờ người thân của người ta mất mà bây giờ mình không đi đám ma không được, đúng không? Đó. Rồi bây giờ mình đến đó, đó, ta để cái bàn Phật là Phật Di Đà, rồi ai cũng lại trước cái linh cữu, à, cái hàng á, ta lại hết. Bây giờ mình lại mà mình mà không chịu lại á, thì ta nói mình, à, à, thì thôi bây giờ mình cũng làm cái nghi thức, nhưng mà trong tâm mình á là cái gì? Đảnh lễ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Ca Giá, và mình lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Mình cứ giữ ở trong tâm mình như vậy đó, thì người ngoài họ đâu có biết, nhưng mà cái tác ý của mình ở trong tâm, à, mình gìn giữ cái tam bảo ở trong tâm của mình, à, thì sao đâu có phạm, thấy không? Còn nếu mà mình không biết, à, mình không biết ta đọc A Di Đà Phật, à, Quan Thế Âm Bồ Tát gì đó, mình cũng biết mình lại, thì lúc đó là mình bị đứt tam quy, à. Còn nếu mà mình cũng đến đó, à, bây giờ ta niệm thì mình cũng niệm, ta lại mình cũng lại, nhưng mà mình niệm gì? Bút thô A-ra-hàng, à, mình lại gì? Nam Mô Bụt Thà Giá, lại tại Phật, à, Nam Mô Tham Mà Giá, lại Pháp, à, Nam Mô Sang Ca Giá, lại Tăng, thì mình không có phạm, vậy thôi. À, cái toàn bây giờ á, mình cứ khư nó không, tôi bây giờ là tôi theo Phật giáo Nam truyền rồi, à, giờ tôi không có đi đám ma, tôi không có đi lại chùa khác này kia nọ, thì sao? Thì người ta nói, ôi trời ơi, tu hành kiểu gì mà chấp thủ này kia nọ, chắc gì mà tu đúng không, chắc gì mà tu đúng không, mà đặt thế này thế khác, à, thành ra nó cũng khó, à, trong đời sống mình phải hòa, à, nhớ mình hòa nhưng mà không có tan, à. Bây giờ người ta mời mình tới giữ, à, nhưng mà mình cũng giữ, nhưng mà điều cái mình không có theo họ, à, mình tới nhưng mà mình vẫn giữ của mình, à, bây giờ trường hợp con cái mình như cô Nhật Quỳnh hôm đó, cô Nhật Quỳnh nói bây giờ nó bắt mình phải đi nhà thờ, à, mình đi nhà thờ nó mới chở mình đi chùa, thì có gì đâu, vô nhà thờ nhưng mà cái tâm của mình á vẫn giữ, à, mình ngồi đó người ta đọc thánh kinh là đọc gì đó, mình cứ niệm A-ra-hăng, là niệm bú thô, là lại Chúa, thì mình cứ lại Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Ca Giá, đó, thì như vậy nó vui, à, nó nghĩ là mình cũng nó lôi cuốn được mình rồi, nhưng mà mình hòa để trong gia đình nó có sự an vui, nhưng mình không có bị mất cái mà mình gìn giữ, mình không có mất cái niềm tin, à, mình cũng không có phạm gì với tam bảo, không? Đó, thành ra đó mình khéo léo quyển chuyển, mình giữ trong tâm mình, à, còn cái vấn đề mình, à, bây giờ đi theo nó làm cái gì đây, nè, nhưng mà ví dụ trường hợp mà nó bắt buộc mình phải làm những cái gì mà phạm giới, à, thì mình giờ mình tạm thời mình né tránh, à, mình né tránh để mình gìn giữ vậy thôi. À, còn những vấn đề mà vô bái lại đồ gì đó kệ nó, cái gì cái, à, mình cứ
giữ ở trong tâm mình. À, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. À, còn mà ta đọc chuyện ta đọc mà cứ ở trong tâm mình niệm bú thô A-ra-hăng, A-ra-hăng gì đó, đó mình giữ theo cái chánh niệm tỉnh giác của mình, vậy là an ổn, không? không có hại gì hết, không ai chê trách mình hết, không? Còn mình khư khư quá thì mình giữ trọn vẹn tốt đẹp cho mình nhưng mà nó không có hòa hợp với cái thế gian. À, thành ra đó chúng ta phải khéo léo ở trong đời sống, mình vẫn hoài họ, vẫn làm với họ nhưng mình không có theo họ. À, đó, cho nên là khi mà chúng ta có trí tuệ thì chúng ta phải biết quyển chuyển để qua trong cái đời sống, nhưng chúng ta vẫn giữ cái pháp hành của mình, vẫn giữ cái niềm tin đối với Tam Bảo, thì như vậy thì nó an ổn tốt đẹp. Và xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung, mà chắc là trong đời sống thì cũng rất nhiều những quý vị cũng đã bị trong cái trường hợp này. Xin mời đạo tràng và chúc quý vị nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con đã hiểu rồi. Con kính tri ân sư đã giúp con nhẹ lòng hơn. Dạ, cũng kính cảm ơn Phật tử Minh La Bàn. Dạ, đúng như Phật tử nói là bàn tay không thương tích thì có thể cầm thuốc độc. Dạ, con rất là hoan hỷ cái câu trả lời của sư hôm nay. Dạ, con cũng nhẹ lòng. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, em xin xuống mic, em giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh ạ. Dạ, xà thủ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải câu hỏi của Kim Nhung. Dạ, cảm ơn Kim Nhung đã có câu hỏi thiết thực trong đời sống. Dạ, Nhật Bình thấy có Minh La Bàn không? Dạ, thấy có những câu kết chắc rất là hay. Dạ, Nhật Bình kính mời Minh La Bàn bài giảng của thượng tọa Pháp Thanh ngày hôm nay. Theo Minh La Bàn thấy như thế nào và câu hỏi của Kim Nhung thấy như thế nào? Dạ, kính mời cầm mic ạ. Dạ, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh nhường mic ạ. Dạ, Nhật Quỳnh cũng mới thấy cái nick này xuất hiện thôi. Nhật Quỳnh muốn lên chia sẻ. Mình là bạn ạ. Wow, Kim Nhung hay vậy ta. Rất là giỏi. Nhật Quỳnh không có biết cho giấu rồi. Tha thú Kim Nhung. Mình là bạn, vậy kính mời mình là bạn. Chỉ chát thôi ha. Dạ, chứ không cầm bích ha. Dạ, cầm bích thì quá hay. Tại vì chỉ cái rơm Phật giáo Nam Truyền này đặc biệt là được cầm bích thôi. Những rơm khác là không có được cầm bích. Trừ những cái rơm ngoài Phật giáo Nam Truyền. Còn cái rơm Phật giáo Nam Truyền chỉ có rơm được cầm bích ha. Mà không cầm bích được thì rất là uổng luôn. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, bây giờ thì trong đạo tràng có vị nào có câu hỏi không? Sau cái bài giảng cái kêu mà Hồng Mai qua, chắc Hồng Mai ra làng quá. Quang Thanh nè, có câu hỏi không Quang Thanh? Hello. Dạ, Phước Sáu nè, có câu hỏi không? Dạ, con xin sám hối với đạo tràng.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Pháp Thành cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ. Dạ. À, có một câu hỏi nhỏ tiếp theo câu hỏi của cô Kim Nhung là đối với con, từ khi mà con qua Phật giáo Nam truyền rồi đó, thì con có cái ý như thế này là con không có muốn đi chùa Bắc Tông nữa, trừ khi nào trường hợp bất khả kháng, ví dụ con phải đi đám tang hay là đi đâu đó thì mà người ta theo cái nghi thức của bên Bắc truyền thì bắt buộc con phải đi thì con mới đi, còn nếu không có cái điều kiện gì bắt buộc thì con không đến chùa Bắc truyền nữa, để con tránh một cái có thể bị đứt giới hay là mất lòng tin tín tâm với Tam Bảo, thì con nghĩ như vậy đó. Thì có phải là con có cái tâm kỳ thị hay là như thế nào hay không, thì xin sư giảng giải cho con ở điểm này. Dạ, con kính dâng mít cho sư. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Đương nhiên ở đời á thì có những cái họ làm sai, nhưng mà họ rủ rê, họ cũng muốn mình làm chung với họ. Mà có những điều á họ nghĩ là nhiều người làm, nhiều người theo, thì cái điều đó là đúng, chứ thật ra không phải. Không, những cái điều mà người ta dễ làm là gì? Mê lòng tà kiến rồi đó, rất là dễ. Phần đông thì họ theo vậy, nhưng mà với người có trí á thì mình phải lánh xa, mình vượt thoát ra. Thành ra đó, khi mà mình so sánh với trí tuệ, mình đi theo cái con đường đúng đắn chân chánh, thì có nhiều khi là họ bị họ chê trách, họ nói này nói kia đủ thứ chuyện đó. Nhưng mà đó, mình không có tự trống cao ngã mạn, mình dùng trí tuệ mình phân biệt để mà điều nào đúng thì mình nên thực hành. Nhưng mà mình cái vấn đề mà cái niềm tin của họ đó, cái sự thực hành của họ đó, mình đừng xen giấu, đừng chê họ làm đi vậy là sai rồi, đó là mê làm tà kiến thế này thế kia đủ thứ chuyện thì mất công lắm. Cãi họ cái chuyện mà họ tin Di Đà Quan Âm rồi gì đó là cãi niềm tin của ta, mà đừng đá động tới, mà đừng có lôi cuốn bắt buộc họ phải đi theo mình, nhưng mà mình cũng không đi theo họ. Thế đó, thì thỉnh thoảng sư cũng rơi vô những cái trường hợp. Có lần sư có công việc đi lên thành phố, có quen nha. Hồi lúc đó là sư mấy năm xưa, hồi lúc trước sư cũng hay thỉnh thoảng
đi họp ở ban trị sự rồi đó, ông có quen với mấy ông thầy. Thì bữa đó ông thầy ông cũng có công việc, ông đi thành phố, ông mới hỏi sư chứ bữa nay tụi tôi đi thành phố nè, sư có cần đi đi chung cho nó vui ha. Thì ta mời mình mà, chứ sự thật ra là lúc đó cũng đang cần đi mua đồ nữa. Thì đi, mình tưởng đâu là đi xe 4 chỗ đi với ổng thôi, ai về đâu lên xe 16 chỗ. Trời ơi, mà có 4-5 người Phật tử à, còn cả chục ông thầy. À, bây giờ rồi, bây giờ lỡ rồi, lên xe mình biết thế nào một hồi cũng bị ha. À, cho nên mình ngồi chuẩn bị tinh thần. Thì có một cái ông thầy này cũng, ổng đã từng học dạng hạnh mà hồi cái thời mà trước giải phóng rồi, ổng cũng lớn lớn tuổi rồi. Rồi một hồi là mình chuẩn bị biết thế nào mình cũng sẽ có người ta cũng bảy mình. Thì bắt đầu cái ổng nói chuyện rồi một hồi cái xe chạy ngồi, cái bắt đầu hỏi sư phải chứ theo cái bên Nam Tông á, là Di Đà Hải Quan Âm là sư nghĩ như thế nào. À, thì sư mình cũng đã phá, mình cũng có nói gì hết nhà, nhưng mà điều này à, cái đó thì theo Phật giáo Nam truyền á, thì không có. À, không có Di Đà mà cũng có Quan Âm. À, nhưng mà đó, cái việc mà mấy thầy tin, à, cái việc mà mấy thầy tin đó, thì cái đó là quyền của mấy thầy. À, tôi không có đá động đấy, vậy thôi. Cái sự tin tưởng của ai thì người ta tin cái gì á, ta có thấy. Thành ra đó, quý vị thấy không, ở trong kinh vậy, chừng nào mà cái những người tín đồ, những vị giáo chủ ở bên Bà La Môn á, à, họ muốn đến tìm hiểu gì đó, họ đến họ gặp Đức Phật, họ hỏi thì Đức Phật mới phân tích nhà, hướng dẫn chỉ cho họ, không? Chứ Đức Phật không có đi tới, Đức Phật đã phá cái này cái kia. À, trong các bài kinh á, Đức Phật không có đấy, nhưng mà Đức Phật phân tích ra cho mình thấy cái điều nào là chân chánh, cái điều nào là mê lầm tà kiến, không? Rồi để cho tự mỗi người sẽ quyết định cái niềm tin của mình. Đức Phật không có mà bắt buộc ai, không? Đó là cái sự tôn trọng tự do tín ngưỡng của mỗi người đó. À, Đức Phật khuyên dạy, nhắc nhở, phân tích cái nào đúng, cái nào sai, rồi để tự mỗi người quyết định. À, chứ Đức Phật không có ép buộc ai phải đi theo cái niềm tin của Đức Phật hết, phải không? Đó, thì chúng ta cũng phải tôn trọng cái niềm tin của ta. À, mình đừng có chê trách gì họ, phải không? Đó, bây giờ họ thích cái món ăn đó. Họ thích món ăn đó, họ nói là cái món ăn đó là ngon. À, rồi bắt buộc mỗi người ai cũng ăn á, ăn cái này, trời, ăn cái này nè, ăn món này ngon lắm, ngon lắm. Nhưng mà đó, họ biết rằng có nhiều người cái cơ thể họ không thích hợp với món ăn đó,
đó, mình ăn thì ngon đó, nhưng mà người khác ăn nó không hợp, đâu có ngon. Đó. Cho nên đó, để tự mỗi người sẽ chọn cái món ăn thích hợp, à, tự mỗi người chọn cái niềm tin của mình, à, mà khi mà mình đụng chạm tới cái niềm tin đó thì nó rất là nguy hiểm, à, đó, cho nên đó, là bây giờ đó, mình tin là cái quyền của mình, người khác người ta tin cũng là cái quyền của họ, à, mình đừng đá động tới, mình đừng có bài xích, à, thế này thế kia nọ, không? À, thành ra ở đây cũng vậy, chúng ta chỉ phân tích để cho thấy chứ chưa hưng ngại cái vấn đề mà chỉ trích đả phá thế này thế khác không có, à, chỉ trong bằng chánh kinh rồi lời dạy của Đức Phật để mình phân tích mình thấy rồi á, khi mình thấy mình có quyền lựa chọn theo cái niềm tin của mình, à, người nào họ khư họ bảo thủ thì thôi, à, người nào họ nghe họ hiểu biết thì họ sẽ sửa đổi tự động cái đó, mình không áp đặt ai, mình không bắt buộc ai, à, để mà tự mỗi người quyết định cái con đường đi của mình thì như vậy á, họ quan hỷ cái sự tốt đẹp vậy thôi, không? Đó, thành ra đó cái vấn đề mà mình lựa chọn mình quyết định cái con đường đi của mình là đúng, à, mình làm theo những cái lời dạy chân chánh của Đức Phật, mình đi theo đúng cái con đường chân lý, à, là cái quyền của mình. Còn họ nói mình bảo thủ thế này thế kia, họ bắt buộc mình phải đi theo họ, mình không đi, à, vậy thôi. Chứ không phải là mình bảo thủ, mỗi người có quyền tự do mà, không? À, tôi không có bắt buộc anh phải đi theo tôi, thì anh cũng đừng bắt buộc tôi đi theo anh. Mỗi người sẽ chọn cái con đường đi của mình, à, chứ không phải là mình đi đúng cái con đường của mình là họ nói mình bảo thủ thế này thế kia, kia chấp thủ kia, không có. Cái quyền đó họ nói là kệ họ, vậy đó, mình đi đúng theo cái con đường của mình với trí tuệ, mình phân tích xem xét cái con đường này là có con đường chân chánh, mình đi, không? Đi bên cái con đường kia đó, à, nó có trong cảnh trí đồ đẹp, à, chim hoa cá cảnh rồi, à, suối chảy nước reo đó, nhưng mà con đường đó nó trong gai, gai góc hầm hố mà, đó. Thì họ thích thì họ đi. Còn mình đi bên cái con đường này á, thì không có cảnh trí gì đó, nó yên tĩnh, vắng vẻ, nhưng mà nó không có nguy hiểm, không có hầm hố trong gai vậy đó. Còn họ lôi cuốn, họ bắt buộc mình đi theo cái con đường của họ để ngắm cảnh, ngắm hoa, suối chảy, nước reo gì đó, thì thôi, để họ đi, còn mình đi theo con đường của mình. Dạ. Còn cái vấn đề mà họ nói là cái quyền của họ. Ha, cô thấy đâu có ai phạt dạ mấy người nói bậy bạ gì đâu. Ha. Đó, thành ra đó, kệ. Ha, hay là cái câu tục ngữ ta nói sao? Chó sủa mặt chó, đòn lữ hành tứ đi, à, cái con chó thì nó vậy đó, nó cần biết ăn trộm nó cũng sủa, mà bây giờ quân lính đi nó cũng sủa, ông vua đi nó cũng sủa, à, nó cứ thấy người lạ là nó sủa, không biết chỉ những người nào mà quen ở trong gia đình nó hàng ngày nó gặp đó, thì nó không sủa thôi, còn hả bất cứ người nào lạ là nó sủa. Đó, thành ra cái việc đó là cái bổn phận, cái phận sự của nó. Còn cái việc của mình đi thì mình cứ đi theo cái con đường của mình, à, chứ không phải thôi chó sủa quá sợ không đi,
à, cái việc đó mỗi người làm cái bổn phận, cái nhiệm vụ của mình, à, với trí tuệ mình xem xét, à, phân tích cái nào đúng thì mình thực hành, cái nào sai thì mình từ bỏ. Còn cái việc mà cái tác động, à, cái ảnh hưởng, cái dư luận ở bên ngoài, à, cái chuyện đó là cái chuyện tự nhiên ở thế gian này. À, xin giải thích cái thắc mắc của cô Meta. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, à, tu tập tạo được bù kinh nghiệm quý báu. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Dạ, bây giờ xin nhường mic lại cho vị khác. Dạ, con thưa sư, dạ, kính chào đạo tràng. Dạ, con thưa sư, về cái phần mà trong bài học này nó có liên quan đến cái phần mà về giới á, thưa sư. Thì con thấy thế này, trong các giới, thì trong đó có cái giới nói dối đó, thưa sư. Nói dối tức là nó có bốn chi là nói điều không thật, rồi tính nói dối, rồi ráng sức nói dối, rồi đã làm cho người khác tin chắc lời nói dối ấy. Thế nhưng mà cái giới nói dối này á, thì cái điều sự thật trong các chi này thì cái điều mà điều đầu tiên là nói điều không thật thì nó cũng rất là khó, vì cái sự không thật á, nó cũng có mang tính tương đối thôi, thật đối với mình nhưng mà không thật đối với người ta, và nó cũng có theo từng thời điểm. Thì ví dụ như mình nói cái điều đó là không tốt, điều đó không nên làm, nhưng mà người ta, đối với người ta thì người ta thấy là điều đó là đúng, vì họ thấy đúng nên họ làm. Thì như vậy á, mình sẽ hiểu cái điều không thật này nó như thế nào, thưa sư, để mình không có phạm vào cái lời nói dối, nói điều không thật. Dạ, con kính thỉnh sư hoan hỷ giúp con giải tỏa cái thắc mắc này. Dạ, con kính tri ân sư, dạ kính cảm ơn đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy. Giá Nam mô Tham Ma Giá Nam mô Sanh Ca Giá. Thì biết cái điều này là điều không thật, à, nhưng mà mình nói nó đúng, nó thật, thì cái đó là mình đã phạm rồi đó. Những cái điều nào mà mình không biết mình nói mình biết, à, những cái điều nào là phi chân mà mình nói là chân lý, ha, à, thì cái đó là phạm là chắc chắn rồi, ha. Nhưng mà có những cái điều mà người ta cho là chân lý, à, người ta thực hành, à, thì thôi, cái chuyện đó là chuyện của ta, à, đó, mình biết, nhưng mà bây giờ họ nói cái này là đúng, à, nhưng mà người khác hỏi á, nói đúng theo cái ý của họ vậy thôi, không, à, đó, bây giờ á, tại vì cái mỗi người ấy, nó có cái niềm tin khác nhau, họ tin là đúng, mà bây giờ mình nói đúng theo chân lý người ta không chịu, bởi sao, à, thẳng mực tàu thì đau lòng ngực, thật thì mất lòng, à, mình mà thẳng quá thì nó đụng chạm, nhớ, à, cho nên là bây giờ, à, mình nói, à, bây giờ thí dụ như có người hỏi mình vậy chứ, à, bây giờ là tu phải ăn chay đúng không,
đó là, thì cái vấn đề mà ăn nó chỉ là một phần của cái pháp tu thôi, chứ không phải nó là cốt lõi của cái sự tu. Cái việc mà tu á, nó có nhiều pháp đó. À, trong đó là phải làm những cái việc lành, những cái điều thiện, chứ không phải tu là ăn chay là tu, thấy không? Đó, cái thực hành về cái giới á, là một trong những chi pháp để mà chúng ta sửa đổi thân khẩu ý của mình, chứ không phải chỉ có giữ giới. Giữ giới là tu đó, đó, vậy đó, mình hiểu vậy đó. À, đó, khi mà mình phát triển, mình tu tập đó, nó là gì? Là những cái thập thiện, thập hạnh phúc. À, còn nói rộng hơn là tới 38 pháp lực. À, nó nhiều cái chi phần. Thành ra cái giữ giới đó, nó là một trong những cái chi phần để mà chúng ta tu tập rồi. À, cho nên đó là có những lúc với những người mà họ tầm cầu, họ tìm hiểu, à, thì mình cần phải giảng giải, phải chia sẻ, hướng dẫn cho họ. Còn đối với những người á, mà họ muốn thách, à, để mà đấu lý, để mà hơn thua, để mà phân biệt, để mà họ cho là họ đúng cái này cái kia đó, thì thôi, à, mình đừng tranh cãi với những cái người đó, chi cho nó mệt. À, rồi anh là đúng, anh là chân chánh rồi, anh chân chánh, anh cứ làm theo vậy đó. À, chứ mình đừng tranh luận chi. Còn cái người nào á, à, họ thực tâm, họ hỏi mình, à, để họ tìm hiểu, họ so sánh, ấy, thì mình phân tích, à, phân tích cho họ thấy, à, cái đường lối, à, như thế này, thế này, thế này, à, đây là cái đường lối chân chánh. Còn cái kia đó thì để tự họ suy xét, thấy không? À, bởi vậy á, cái sự trả lời nó có nhiều cách. À, quý vị thấy á, có những người họ đến, họ hỏi, à, Đức Phật giải thích, phân tích cặn kẽ. Nhưng mà có những cái câu hỏi á, họ đến họ hỏi, Đức Phật hỏi trở lại. À, Đức Phật hỏi trở lại, thì khi mà họ trả lời là tự họ giải đáp cái câu hỏi của họ. À, có những câu hỏi nó không có lợi ích gì hết, và mình thấy cũng không cần thiết phải trả lời, thì Đức Phật cũng làm thinh. À, vậy thôi. Đó, thành ra mình biết với những đối tượng nào mà họ có sự tầm cầu, hiểu biết lắng nghe, thì mình nói. Còn đối với những người mà bây giờ họ quên quen tự phụ, bảo thủ, kiêu căng vậy đó, à, họ hỏi nói mình là thích, à, vậy đó, vậy đó. Thành ra đó, mình đôi lúc mình nói, à, nhưng mà nếu mà không thích hợp, không đúng đối tượng thì nó phiền lắm. À, thôi. Thành ra đối với những cái đối tượng nào mà nó không phù hợp thì mình tránh né, à, để mình gìn giữ cái chân chánh của mình. Còn những người nào họ cần hiểu biết, phân tích cho họ thấy, để rồi họ tự quyết định, à, chứ mình đừng có nói theo họ. Thành ra là mình cũng phạm giới, à, thế này thế khác mất công lắm. À, thì cũng xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ sa thú, sa thú. Con kính tri ân sư, dạ con đã hiểu cái lời sư giải thích. Dạ những cái điều gì mình cần nói thì mình cũng đã nói. Và nói nghe hay không và nghe đến đâu thì tùy cái người đó. Dạ con cũng hiểu điều đó. Và vì mỗi người thì đều có nghiệp riêng và mình đi theo nghiệp của mình. Dạ con đã hiểu rồi, con kính tri ân sư ạ. Dạ có câu hỏi của Tina Nguyễn. Dạ thưa chị Nhật Huỳnh, sẵn em cầm mic rồi em đọc luôn để chị khỏi phải đọc ạ. Dạ có câu hỏi của Tina Nguyễn. Bạch Ngài, để phát triển trí tuệ với Phật Pháp, học giáo lý và hành thiền, Bạch Ngài hướng dẫn cách thăng bằng cả đôi. Dạ, đó là câu hỏi của Tina Nguyễn. Con kính thỉnh sư ạ. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì quý vị biết rằng cái giáo lý thì nó rộng lớn, mênh mông. Mà cái trí tuệ của chúng ta đó thì nó cũng hạn lượng, chứ nó không có vô mênh mông như cái giáo pháp. Rồi khi mà chúng ta hành đó, chúng ta biết cái pháp hành của mình nó cần những gì để mà mình học, để mình thực hành cho nó đúng. Giống như những cái người thợ, họ đi làm thì họ phải biết những cái công cụ nào để giúp ích cho cái nghề nghiệp của họ, cái việc làm của họ. Ví dụ như bây giờ những người mà họ làm thợ điện thì sao, họ phải có cái kèm, có cái dụng cụ để đo điện, biết cái điện nào là điện dương, cái nào là điện âm. Rồi cái người thợ hồ thì sao, phải có cái bay, cái bàn chà, cái thước, cái dây dọi đó, không? Rồi cái người thợ mộc thì phải có cái cưa, có cái cưa, có cái bào, có cái đục đó, không? Chứ còn bây giờ á, mình làm cái nghề thợ mộc mà mình sắm chi ba cái đồ của bên mấy ông thợ điện, mấy ông thợ hồ đó. Đó thành ra đó, mình phải biết mình hành về cái pháp môn nào đó, và những cái pháp môn đó cần phải trang bị về những cái kiến thức như thế nào, mình học vừa đủ. Bây giờ á, mình hành thiền định thì phải cần học những cái gì. Mình hành thiền tuệ thì mình phải cần học những cái pháp nào. Ví dụ như bây giờ cái vị hành giả hành cái pháp là quán sát hơi thở, thì chúng ta phải biết bây giờ ghi nhận cái hơi thở như thế nào, chặn đầu, chặn giữa, chặn cuối sao. Chặn đầu là cái xanh, cái hơi thở, cái chuyển động của hơi thở vừa bắt đầu xanh khởi, là mình phải ghi nhận liền. Rồi nó xanh là sao, cái chuyển động cái hơi thở nó kéo dài là sao, nó chấm dứt đó. Thành ra đó, khi mà nó xanh là cái chặng đầu, kéo dài là chặng giữa, chặng cuối là diệt mất. Rồi mình phải quan sát rõ như vậy, sao mình phải phân biệt được cái nào là danh, cái nào là sắc. Mình muốn
khi mà cái chuyển động hơi thở nó sanh khởi, nó là cái đối tượng là sạch, ha? Danh là biết đối tượng, cái gì mà bị tâm biết cái đó là sắc. Tại vì sắc nó là vô tri vô giác, mà tâm là sự hiểu biết, nó là danh. À, thành ra đó, bây giờ cái gì hành giả muốn hành cái đề mục niệm hơi thở ánh sáng về cái sự sanh diệt của hơi thở thì cần phải học, à phải học vi diệu pháp. Nhưng mà mình học vừa đủ thôi, à chứ giờ mình học nhiều quá rồi nó vô nó ngồi đó nó phân tích nó chia chẻ, à thành ra mình phải phân biệt được à cái nào là danh, cái nào là sắc, à để mà mình nắm vững, à để mình áp dụng vào cái thực hành của mình, trong cái pháp hành của mình. À còn ví dụ như bây giờ cái những cái vị tu trẻ ta cần phải hiểu sâu rộng thì ta học thêm mà tâm tham bao nhiêu, phân tích là bao nhiêu sở hữu, rồi tham hợp tà, à, tham ly tà gì đó, à, như thế nào thế nào. À còn cái vị mà quan sát các cái trạng thái tâm đó thì biết khi nào mình có dính mắc mong muốn, à là có tham, rồi mình chỉ nhận diện được có tham khi nào bực bội, à bực bội, à không có chấp nhận đối tượng thì sống, à chứ không cần phải hỗ trợ là vô trợ gì á, ha. Khi mà sân có mặt mình biết sân có mặt là đủ, đừng phân tích chia sẻ gì thêm hết. Khi tham có mặt biết là tham có mặt, à khi nào tâm mình mê mờ không có quyết định, à mình nhận định cái cảnh nó không có rõ ràng là si đó. Phải học để biết những cái đó. Khi mà à, cái trạng thái tâm mình á, nó ngay cái sát na đó, ngay thời điểm đó nó như thế nào, biết như thế đó, à là được. Thấy không? Cái vấn đề mà nói dối, à mà mình gây tai hại cho người khác, họ hiểu biết sai lầm, à thì cái điều không thật mình cố ý mình nói, à cái điều mà phi chân mà mình nói trở thành chánh chân, à thì như vậy nó gây tai hại cho người khác. Còn cái vấn đề mà bây giờ á, có những trường hợp trong đời sống mà bây giờ á mình nói dối mà không có lợi lộc gì cho mình mà cũng không hại cho người khác, thì tùy theo trường hợp mà mình nói, à cái điều đó khi mà trường hợp mà bất khả kháng bắt buộc lắm á mình phải nói. Chứ còn cái vấn đề mà mình nói thường xuyên như vậy thì nó cũng không có tốt, ha. Cho nên á là bắt buộc lắm á, cái điều đó không có gây tai hại gì cho người khác, cũng không đem đến cái lợi lộc gì cho mình, à nếu mà bắt buộc lắm thì mình mới nói. À chứ còn á chúng ta cũng không nên mà thường xuyên á, tại vì á mặc dù á là mình nói không có gây tổn hại gì, cũng không lợi lộc gì, nhưng mà điều cái là sao, khi mà mình nói thường xuyên thì nó cũng
trở thành những cái ô nhiễm ở trong nội tâm mình, nó không được tốt đẹp. Cho nên là bây giờ cái trường hợp mà nó bắt buộc, bây giờ mình né tránh mà không được đó, cái bằng đối đế lắm đó, thì mình mới nói. Chứ mình cũng không nên là lạm dụng thường xuyên. Ví dụ như bây giờ cái trường hợp cái vị sư ổng đang ngồi thiền ở dưới gốc cây, có một cái người họ chạy qua, họ chạy qua đó, rồi cái vị này mới đứng lên đi kinh hành. Đi kinh hành một lúc sau thì có một nhóm 4 người chạy theo. Đại ơi, sư, nãy giờ sư thấy cái thằng ăn trộm nó mới chạy ngang qua đây không? Thì ông sư bây giờ nếu mà nó nói, nó thấy thì nó gây quan trái với thằng trộm. Mà nói không thấy thì là nói dối. Thấy không? Thành ra giờ sao giờ? Ông nói, từ lúc mà tôi đi tới giờ tôi không thấy. Thì rõ ràng hồi nãy thấy là cái lúc mà ngồi trong quan nhiên ngồi, còn từ lúc mà đứng lên đi kinh hành nãy giờ thì không thấy. Đó, nhưng mình cũng không nên lạm dụng, mình né tránh để không có gây tổn hại cho khổ đau cho người khác, không gây oan trái cho chính mình. Nhưng mà điều cái mình cũng nên hạn chế, chứ không phải nói vậy rồi cái mình lợi dụng vô đó mình nói vào hoài cũng không có tốt. Xin giải thích cái thắc mắc của Tina Nguyễn và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú lành thai, chúng con thành kính ảnh lễ tri ân thường thọ Pháp Thanh đã từ bi giảng giải. Câu hỏi của Thi Lan Niễn mà con thấy cái câu của Thi Lan Niễn cũng hơi na ná của Quang Thanh. Dạ cảm ơn Kim Dung Cây Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Quang Thanh nhờ con đọc câu hỏi. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ con xin được đọc câu hỏi của Quang Thanh. Dạ thưa sư, nếu nói dối mà không hại mình và không hại người thì có phạm vào giới nói dối không? Thưa sư, con kính sư chỉ dạy cho con. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Thì cái câu này sư giải thích rồi đó. Tức là bây giờ cái chuyện mà mình né tránh để mà không có đem đến cái tai hại cho người khác, mà mình cũng không có lợi lộc gì hết, thì giống như cái câu nói của cái vị sư đó, từ lúc tôi đi tới giờ không thấy, nhưng mà nói dối không? Không có, đâu nói dối đâu. Tôi thấy là hồi lúc tôi ngồi, tôi thấy có người chạy ngang qua, nhưng mà hồi đi tới giờ, hồi nãy giờ đứng lên đi thì không có thấy. Cho nên là mình tránh né, nhưng mà phạm vào nói dối là không có phạm. Đó, chứ còn mà nếu mà cái vị này đó không thay đổi quan nghi, cái vị này ngồi mà người ta hỏi có thấy không thấy thì cũng là phạm. Hồi nãy mình thấy rõ ràng á, mình thấy phải nói thấy. Đó, cho nên đó là chúng ta né tránh, né tránh để chúng ta không phạm. Chứ còn bây giờ á, mặc dù biết thank you.
Nha. Xin giải thích cái thắc mắc của Quan Thanh. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, sa thú con thấy Quan Thanh là kính tri ân sư rồi. Dạ, Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, đồng hồ của Nhật Quỳnh còn có 5 phút nữa thôi quý vị. Còn vị nào mà đưa bàn tay lên không? Dạ, mời Quỳnh Giang Nhật Hà. Dạ, Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Di Đức, sư Pháp Thanh, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, cho con hỏi một câu ngắn mà lúc nãy sư có giảng về cái câu của cô Kim Nhung đó thưa sư. À, nếu mà mình đi vô những cái nhà thờ hoặc là những chùa chiền, tháp, miếu gì đó mà có những cái tượng mà không phải là Đức Thế Tôn mà mình tôn kính trong lòng đó thưa sư, mà mình niệm cái câu Bút Thô đó, thì con thấy là hay là Nam Mô Bút Tha Giá trong tâm thì ổn. Nhưng mà nếu mà mình niệm nguyên cái câu mà Nam Mô Tá Sát đó, Tá Ga Quá Tô luôn á, thì là có được không thưa sư? Tại vì cái câu đó là nếu mà Tá Sát Phá Ga Quá Tô là cái vị đó, là vị trước mặt mình á, thì nếu mà mình có những cái tượng như vậy á, mà mình đọc nguyên cái câu thì có thể có bị kẹt không thưa sư? Dạ con xin sư chỉ con cái điểm này. Dạ con tri ân sư ạ. Thì mình bất cứ cái một cái gì mà nó liên quan đến Phật Pháp Tăng thì mình đọc cũng được. Ví dụ như mình quen đọc Nam Mô Tát Sa Vô Tô A La Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa thì cũng được. Nhưng mà có nhiều khi nó dài quá. Nó dài quá rồi cái người ta đọc kinh, đọc kệ gì xung quanh mình, âm thanh mình nó ồn ào quá đó. Nó làm cho mình dễ bị lủng củng, bị lẫn lộn. Thì mình đọc mình đọc ngắn thôi. Arahato, 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 vị A-la-hán này, Bút-thô, Bút-thô, vị Phật này. Đó, mình không có quan tâm đến cái hình tướng của cái tượng đó, mà mình chỉ quan tâm, mình chú tâm vào cái niệm của mình rồi thôi. Arahato, Arahato, Arahato là vị A-la-hán. Bút-thô, Bút-thô, Bút-thô là vị Phật này. Vậy là được rồi. Còn thí dụ như mình nữa, Samma Sambuddho, Samma Sambuddho, Samma Sambuddho cũng được. Miễn là mình giữ trong tâm của mình là Phật Pháp Tăng. Với cái mình lấy cái một cái hồng danh nào trong những cái hồng danh đó để mình làm cái chỗ để mà mình nương trú, mình làm cái đề mục để tâm nữa an trú trong đó, không có chú ý đến cái đối tượng bên ngoài, là một cái cách mình phòng thủ để mình giữ cho không có bị đức tầm quy vậy thôi. Nói chung á, mình giữ bằng cái phương tiện nào, cái công cụ nào cũng được. Thí dụ như mình dùng cái khiên bằng sắt cũng được, cái khiên bằng gỗ cũng được, miễn làm sao mình tránh sự sát thương của kẻ thù là được rồi. Còn cái gì mình núp rau để mình che chắn cái vách tường là cái gốc cây cái gì đó cũng được. Thì xin giải thích ngắn gọn và chúc Giang Nhất Hà hiểu sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, bây giờ mời cô Nhật Quỳnh hay là cô Kim Nhung gì đọc lời sám hối rồi sư xin phúc chúc và ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể khang an, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Thầy giá. Nam mô Bổn
Tha giá, bài học đã kết thúc. Dạ, con xin được sám hối ba ngôi tam bảo sau khi nghe pháp ạ. Uttamangena vande hang ba da bang sung varuttamang butte yokalito do so butto kamatutang mamang. Uttamangena vande hang thammang chaduvit hang varang thamme yokalito do so thammo kamatutang mamang. Uttamang ghe na quan đề hằng sang khanh cha du vi thốt ta mang sang khê yo kali to do so sang khô kama tu tăng ma mang. Dạ, để kết thúc buổi học pháp hôm nay, con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báo ạ. Con xin dâng mic đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, xin thay mặt chư tăng phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Avatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhuta anuvave nasana sothi bhavantu te. Avatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma anuvave nasana sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha anuvave nasana sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá.